không biết mấy bữa này Diễm My rồi, không biết sao rồi nha, không biết Diễm My rồi, không biết đang ở đâu. Nghe nói Diễm My chết rồi, còn cái xác không à, không có sống đâu. Diễm My chết lâu rồi, chết nay cả chục năm rồi, mà tại họ biết họ đồn chết rồi họ mới nhắc hoài, chứ còn hợn giận có ai bắt cóc nó cũng kệ, nó không bắt cóc gì nó không gọn à, thân ai nãy lo, chết sống đâu quan trọng. Yeah. Thầy nghĩ Diễm My chết lâu rồi, không còn sống đâu. Ủa sao thầy sao nghĩ vậy ta? Thì chết là không thấy mặt mũi đâu thì đã chết. Chứ hôm nay con tìm mấy năm nay có thấy mặt mũi nó đâu. Hai năm nay là không thấy luôn. Ừ, đã chết rồi, không còn sống đâu. Thầy nói không còn sống. Không, hơn nếu một... sống là cũng phát hiện và bắt được. Hơn một năm này là không thấy luôn. Rồi, giờ chết rồi. Không tìm công an, tìm không ra luôn. Ừ. Thì chết mà thầy, à, nếu mà sống là còn thấy hình ảnh giờ, còn giờ, nếu mà chết rồi là thầy nói không thấy hình ảnh. Giờ nhiều người là đang đồn mà tùm lum, nó là mất tích bí ẩn luôn, không ai biết luôn. Không chết giờ công an nó tỏa đi, thầy nói không còn sống đâu. Nếu còn sống là tụi con cũng hỏi chi hoài mà không ai hay nhắc tới đâu. Nếu còn sống là họ nói tóm gọn gia đình ai nấy lo đi tìm chị kệ người ta. Dạ. Nói tóm gọn không có nên họ đồn họ nói gì thầy nói. Giờ cha mẹ là đổ tiền tỷ đưa tìm mà cũng tìm không chưa thấy luôn. Có đâu thấy, chết từ lâu rồi. Không biết là mất tích ở đâu luôn á. Thầy nói chết từ lâu mới không thấy. Còn nếu còn sống là còn tin tức còn thấy. Mà không có đứa con nào mà nó bỏ cha mẹ mà nó không tin tức, nhưng mà công an chi ra được. Việt Nam mình chỉ cần 5 phút là nó tóm gọn biết liền. Những người mà tướng ví dụ tội phạm thì nó trốn, chứ còn nó còn sống mà nó đi làm hay đi học hay đâu người ta cũng biết, nó không về nhà được, không ai bắt, cha mẹ cũng quyền bắt, công an cũng bắt. Nhưng mà nó còn sống thì công an biết chỗ đó thôi, nhưng mà nó không về, không quyền bắt về, tại nó đi làm đi học gì. Nếu mà nó làm việc tốt thì ta cũng biết là ở đó thôi. Công an Việt Nam mình giỏi lắm, giỏi lắm. Mà trên Facebook Nguyễn Sinh á, nó nói Nguyễn Sinh nó là có tin đồn rất là dữ về Diễm My nhưng mà chưa công bố là gì. Cũng có khả năng thầy Phúc không nói là dễ đó, khả năng lắm. Không, thầy nói không có sống đâu. Nếu sống là gì ẹt trong một ngày một tuần là biết hết. Dạ. Nó giống như cái sự kiện gì ghẻ đó. Nó tóm gọn sống chết sao ta biết hết. Điều tại, công an điều tra. Tại vụ Diễm My là cũng đồn đoán cả thế giới luôn mà, cả nước ngoài luôn mà. Đâu phải ở Việt Nam đâu. Thành thử là Diễm My mà ở đâu là biết liền đó ông này. Nắm liền đúng không? Trốn đâu? Giờ bất cứ sống nhà trọ, khách sạn, trong rừng rú, trong rừng thì có kiểm lâm, quay biển thì có hải quân và kêu bằng bộ tư lệnh. Yeah. Quân khu 7. Yeah. Rồi ở chùa chiền thì có tôn giáo giáo hội, còn tất cả ở nhà trọ, khách sạn đều phải khai báo tạm trú tạm vắng. Yeah. Nó ở bất cứ góc bụi, góc bờ hay là nhà trọ, khách sạn hay lưu trú cả nước Việt Nam đều phải khai báo tạm trú vắng. Và yeah, nó cũng phải đi ăn đi uống chứ không lẽ ngồi trong phòng không. Đúng rồi. Mà nó cũng đâu có làm gì tội lỗi đâu, ở tù. Nếu ở tù người ta cũng báo gia đình đi khám. Nên giờ con nghĩ đi, thầy không có trù ẻo nó mà thầy mấy, nhưng mà thầy nói thầy nghĩ nó đã chết từ lâu. Nếu mà còn sống thì đã tìm ra liền rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Sợ có người hại. Đúng rồi, nhưng mà ta giấu tin tức chưa tìm ra thể xác và thân hình. Chưa tìm ra thôi. Chưa tìm ra thể xác. Nên không có công bố thôi này kia. Chứ sống ở đâu là tìm ra liền. Chứ lao sao mà tìm hoài. Thầy nói mà không ai bắt cóc nó làm gì, bắt cóc đi nước ngoài làm gì, làm như là phải như con tỷ phú người ta bắt cóc người ta cũng nhử để tống tiền mà người ta cũng lên án chứ đâu mà để lâu chứ. Nói này giờ ta muốn bắt cóc người ta tống tiền người ta cũng phải nhử đúng không? Yeah, tìm hơn một năm rồi không ra. Hơn năm rồi không hẹn được rồi. Còn hình ảnh là hồi xưa hả? Thì thầy đón vậy thôi. Dạ, nhưng mà thầy bảo đảm không còn sống đâu. Thầy thấy giống như giờ thầy nói là ông Tùng Văn đi. Dạ. Mới mốt phát hiện ổng chưa chắc ổng còn sống hay không. Không, ông Tùng Văn là ông đang ở dưới tỉnh thất á. Thì biết rồi, nhưng dạ, mà khi đã hoàn thành công việc của ổng là không còn sống, ổng yếu lắm rồi. Dạ. Giờ phát hiện được mà này kia thì ổng cũng yếu và cũng ra đi. Dạ. Sống còn không còn chống cự bao nhiêu, giờ công an có bắt ở tù bao nhiêu năm ổng ra đi. Nên cho ông khả lỏng cho ông vậy thôi, nhưng mà ông không còn sức khỏe. Ông lớn tuổi quá rồi. 90. Kiểu nó giờ hết chi tố rồi kiểu. Dạ hết rồi. Đó gần đất xa trời. Làm gì nữa? Gần đất xa trời. Bác tuổi trẻ chứ bác ông già sắp chết làm gì? Dạ. Yeah. Thì tại mình nói vậy là làm trừng cho xã hội biết cái chuyện đó không được phép. Nhưng mà sức khỏe ông đã kiệt quệ rồi. Không còn sức lao động nữa rồi.
tha thứ án treo, nhưng mà phải ra cái gia năm tù. Dạ. Còn ổng khôn á, ổng cũng thèm về, nó không gọi về tỉnh Thái Anh Thác làm gì, còn tuổi trẻ tự làm. À, ổng cứ vô đó người ta không phải tên nhốt mà cho cái tỉnh Thác ngồi thì ngày đêm ta giữ đưa cơm vô cho ăn. Còn dạ, tuổi trẻ là người ta còn phải làm việc lợi ích cho xã hội nên còn phải ở ngoài xã hội, đối đầu với xã hội và làm việc cho xã hội. Dạ. Còn mấy trẻ thì nghĩ như mấy đệ tử còn trẻ thì sao thầy? Gì? Mấy đệ tử còn trẻ thì thầy nghĩ có xử lý mạnh không? Trẻ thì theo pháp luật mà trừng trị thôi chứ đâu có mạnh hay không mạnh. Dạ. Cứ sai là lụm liền chứ không nói nhiều. Thầy thấy, dạ, thầy thấy nếu như mà dù cái tu tại gia mà thấy cách sống như ông Lê Tùng Vân thì thấy sao thầy? Thì nói tóm gọn, ổng có an lạc, không dễ khó. Dạ. Vì ổng bó chặt với sự đau khổ. Dạ. Và ổng không chịu sám hối, không chịu làm lại từ đầu, và ổng không biết lo tu cho bản thân, không cặn nuôi ai. Dạ. Nói tóm gọn, còn sức khỏe đâu nuôi, để cho nó tóm gọn, giao cho một đứa con, đứa cháu, đệ tử mình sống an lạc, không cần dính líu bất cứ cái gì đúng sai nữa, nó gọn ra tập trung ra công việc an nhàn, có nghĩa là dưỡng già dưỡng lão. Dạ. Giống như vậy nè, thầy tôi trẻ đâu biết mà hai ba đứa nó học tiến sĩ hạ sĩ về mà nó tài giỏi, nó xuất gia thầy tu chỉ cần 6 tháng 1 năm, nếu mà tài giỏi thầy bổ nhiệm nó làm bắt đầu giáo bộ cho nó là quản lý hay là kêu bằng phó chủ trì, xong nó làm việc hết, thầy ngồi đó nó bư dân tới cơm không ăn, rồi thầy đi đâu nó hầu hạ rồi đi cho anh sướng, chứ mình cần gì dướng bận. Ta kêu là quản lý chúng, quản chúng. Yeah. Và một người kêu bằng khị giả thầy, và một người kêu bằng phó trụ trì đi, là mọi công việc gì hỏi phó trụ trì hết, thầy chỉ nó tóm gọn ngồi đó, tiền bạc họ chiều cũng cầm giữ, chiều cũng đưa cho thầy, giống như là thư ký cái toán cũng vậy. Nên là thầy bổ nhiệm lên làm một cái chức sắc nào đó dưới quyền của thầy mà làm việc theo điều khiển của thầy, tự nhiên là thầy không cần làm. Đặc biệt lắm mới gặp được thầy lãnh đạo nhà nước hay bất cứ tôn giáo hay chùa nhỏ hay là mấy ông lớn nhỏ muốn. Yeah. Gặp thầy thì phải gặp lý do chính đáng mới gặp được. Cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy nói rất có lý luôn. Nói chuyện xã hội chỉ thầy như cái vấn nạn giống như là ngược đãi trẻ em đó thầy nè. Ừ. Rồi như em bé 8 tuổi bị chết đó, rồi. Ừ. Đàn áp rồi, nhưng mà cái chế tài của là họ chưa xử lý mạnh tay, chưa răng đe được, cho thầy nghĩ sao vấn đề đó thầy? Thì giờ thời gian nó tóm gọn thì nhiều cái phương pháp và trong đực có điều mấy khoảng mấy đó có hết, nhưng mà thời gian mà muốn thầy ôm lại mà muốn trả lời được phỏng vấn á thì tất nhiên phải chuẩn bị, họ hỏi cái gì họ phải viết ra một cái tờ giấy, và cái gì thầy phải soạn những cái văn bản của pháp luật hiến chương nhà nước và pháp luật dân sự hành sự Việt Nam để thầy trả lời cho nó chính đáng hết. Còn khơ khơ tự nhiên con hỏi đột xuất này, con nói luật Việt Nam cả trăm cái bộ luật khác nhau và mỗi cái luật nó có cái điều lệ và khoảng mấy điều mấy, mình phải soạn ra chứ đâu phải như thế giống luật sư muốn xử là người ta phải soạn là cái tội gì và chứng cứ và tội phạm đó như thuộc cái hình gì và cái gì thì người ta phải soạn ra, rồi người ta điều tra rồi tìm nhân vật chứng cứ vật sống và chứng cứ vật chết và những cái giấy tờ liên quan và chứng cứ phải rõ ràng mới là xét xử, và điều lệnh điều mấy ta đã xử lý ta phục lòng luôn rồi. Còn thầy lâu lâu mới hỏi lần sau thầy nhớ. Nó tóm gọn giờ có học giỏi cỡ nào không biết, nhưng mà thuộc lào nhưng mà cũng phải soạn lại cho nó đúng văn, đúng ngữ, đúng từ và đúng theo điều luật, quy phạm không quy phạm và binh vực cái đó lẽ phải là gì. Tự nhiên khơi khơi con hỏi đột xuất sao thầy trả lời chính xác. Giờ học thuộc lòng cho con trả bài thuộc lòng trả đó, nhưng tuần sau con kêu nhắc lại cái bài đó con nhớ con sẽ quên hết, trả lại cho cô giáo thầy giáo và trả lại cuốn sách đó liền. Thầy mấy cái đó mình phải xử lý mạnh tay thôi. Thì đúng rồi, theo pháp luật mà làm. Bạo lực trẻ em mật thất à? Đang có mật thất à thầy? Thầy rước thầy ông nội về chùa thầy nuôi luôn rồi hả? Rồi rước hết rồi. Rước thầy nuôi luôn. Diễm My với ba Nhị Quyên gì ba chàng trai.
với thêm ông nội nữa là thầy, thầy nó cũng còn thầy có một cái chỗ là kêu bằng mật thất, mật thất chuyên tu ở dưới hầm đá, ở dưới lòng chảo của chùa. Dạ. Chuyên tu luôn. À, chuyên tu luôn. Là mỗi bữa là thầy gửi thịt tới xuống trang à. Ồ, cảm ơn Mộng Võ Quyết Thoa đã gửi cho thầy ba bông hồng nha. Cứ tới giờ cứ cơm là cái kẽn là cơm đem xuống tới chung. Ăn no cứ ngủ. Không thầy nói vậy giống như đang ở tù của thầy ơi, thầy cứ mang người đó thì không được rồi. Thầy tu là đều có mặt khác, đâu có cho ra ngoài đâu. Ở bốn bức tường vuông vức là tới giờ thầy đem cơm vô không có đầu đạo Phật nó vậy đó. Ủa thầy, một bữa là thầy lấy nhập hai tổ ông Tùng Quang thầy nhập hát 30 năm, yeah. Còn Diễm My thì 20 năm, à. Còn ba ông thầy nhỏ kia thì 10 năm. À, cảm ơn bạn Thảo đã gửi trà đá cho thầy nha, gửi làm 6 cốc thầy uống sao cho hết trời, thầy uống với cành hông quá. Thầy nuôi ông Lê Tùng Quang mà giống như ở tù á. Mỗi bữa thầy lấy cái kẽn thì gõ cà kẽn. Cà Lê Tùng Văn mở nắp hầm lên nhận cơm mà thầy. Trời. Không có, thầy cho lính đem xuống chứ. Dạ. Đâu cho ra ngoài đâu mà. Cho ra ngoài cho đâu có cho ai xuống thấy chứ. Đấy là có xích tiền. Nè, con đang đứng là cái trên cái hầm nè. Thầy hầm hầm thầy dài lắm, chạy tới địa đạo Củ Chi và tới quận nhất thành phố Hồ Chí Minh luôn. Trời. Ghê vậy thầy. Rồi qua bên Campuchia, Thái Lan đều thầy muốn đi là thầy có đường hầm với thầy đi. Thì đâu ai biết đâu. Dạ. Cảm ơn Mờ Thảo đã gửi cho thầy 7 cây kem nha. Rồi hết rồi, muốn làm phim nữa cũng thiếu bạch thiếu ra ấy rồi. Dạ. Ông Lê Tùng Văn thầy tính nuôi ẩm tới bao lâu đây thầy? 30 năm. Có nghĩa là ban ngày là nhốt ổng dưới đó là không cho ổng thấy mặt trời mặt trăng luôn à? Trời ơi, đã ở dưới hạnh phúc chết tới bây giờ tôi bưng cơm cho ăn còn đòi hỏi gì nữa. Mà thầy về giam Diễm My chung là không được đó thầy nghe. Trời ơi, nguy hiểm quá. Thì ổng thương nhớ quá, giờ thầy cho tội quyện còn gì nữa. Xong rồi. Cho khỏi khỏi có lo thương nhớ nữa. Bên cạnh lúc nào cũng có người cháu thân yêu của mình. Dạ. Yeah. Thầy lo chuột đời vậy còn đòi hỏi gì nữa. Đó có, xứng có ai muốn mà được vậy không? Chỉ có thầy mới dễ dễ gì thôi. Giờ chỉ có mình lợi mấy chỗ trầm hương á lấy, chứ còn thầy không có bỏ mối và không này. Dạ. Thầy mua lần cả 3 tỷ 5 tỷ. Dạ. Mình bỏ mối ta gửi ký gửi thầy. Dạ. Rồi xong rồi thầy cho chùa đốt thôi chứ không có. Dạ, bỏ không bán, không bán. Dạ. Trăm chuỗi cũng sao chuỗi cũng vậy nữa. Dạ. Thầy không bán luôn, nói tóm gọn thầy ví dụ ai cũng dưỡng thầy 50 triệu 100 triệu thầy tặng cho con cái. Dạ. Chứ không có bán buôn bán kinh doanh gì đi, thầy để giá để chơi nhưng mà giờ kêu bán thầy cũng không lấy. Thầy chảnh vậy ha. Thầy của mày mà. Thầy không chảnh cho được hả? Nhưng mà cái giống như nhiều người họ không biết. Họ không biết là không ai tự nhiên dưng dưng mà cầm tiền cho chùa hết. Dạ. Thầy để trao đổi một cái vật gì đó. Đang có quá trời nhiều người thay theo dõi buổi tối hơn. Hỏi thầy ăn thịt chó không? Tôi mong cô ăn cho nè. Trời hỏi bậy không. Thầy ăn tất cả các loại thịt nhưng mà từ trâu chó mèo ra mọi người nha. Không biết là thầy từ thịt người nữa. Thầy kỹ thiếu á. Thầy nói trừ thịt người cắn mới ngon á. Thầy nhỏ từ thịt phụ cắn nuốt mới phái á, mới ghiền nó bổ lắm. Từ thịt phụ nữ với thịt đàn ông là thầy lát hết. Để ghi thêm cái bảng phía ngoài nữa, trừ ghi thêm vô từ thịt phụ nữ. Đúng là cái tầm hương thơm ghê đó thầy ơi. Mọi người xem lì xì donate cho thầy để thầy có tiền ăn Tết nha mọi người. Thầy bán nhang bạn ơi, thầy hôm nay thầy bán nhang. Cười đếm nhầm biết thầy ơi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,